sao chị vô chị dẹp chừng mấy trong đó đồ mũ mũ đó, tôi không có bảo đảm đồ mũ tám rồi, chuẩn bị lên cái cây sỏi này nha bạn. Gốc nó nằm ở tốt dưới cái mấy mương luôn, gốc nó khủng dữ lắm nha. Gốc nó cực kỳ khủng luôn. Cây nào cũng được chứ. Đây cái máy bếp nè. Tới rồi. Không khói. Ôm cho cục điện luôn đó mà. Trời này nếu trời nó khủng lắm nha mà. Trời chắc là mé cũng thường. Ê, ê, khỏi ra ngoài trường dây ra khỏi biểu. Băng to cái đây nè. Trời ơi, anh ra phải đi. Càng nhá nhiều. Để nó uống đi. Gãy kịch luôn. Đó nó gãy sẵn kịch luôn chứ. Mở miệng lớn quá nó gãy luôn. Lên luôn. Sao ở trong đây? Đúng không? Còn đúng không?
bó nó vô cục đèn đó. Mà không người ta lâu mà này.
Tuốt cho anh luôn nha bạn.
Quá trời điện luôn các bạn, vừa pha với dây điện nó pha nó khoảng mấy mét luôn. Nhấn xong rồi an toàn các bạn, giờ tám chắc không chắc lóng thể xuống rồi. Oh,
Đâu chạy dữ rồi Khánh.
không nhìn. Yeah.